Rồi, chào cả nhà trở lại kênh Minh Nước Vlog nha. Đầu video cho mình kính chúc cả nhà nhiều sức khỏe ha, vạn sự như ý và luôn thành công trong công việc. Mình chia sẻ cho bà con cô bác là nhiều dòng sản phẩm nha, đã chưa? Khủng khiếp chưa? Đó. Nếu có ý nghĩa cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cho kênh có động lực càng ngày càng phát triển để quay video cho bà con cô bác xem giải trí ha. Đó, ai có nhu cầu mua quẹo vô nha. Đó, rất là nhiều dòng sản phẩm ha. Đây, khủng khiếp chưa cả nhà. Đó, từ trước ra sau, từ trong ra ngoài, từ trên xuống dưới. Đó, tay phải cũng có, tay trái cũng có nha. Rất là nhiều. Đó, chia sẻ đến bà con cô bác hàng Nhật Bãi. Đó, hay là nhiều dòng sản phẩm ha. Makita có, Mitsubishi có ha. Kawasaki u các loại luôn. Đó, bên đây là máy cưa, máy cắt, máy hàn ha. Đó, rất là nhiều ha. Đây là máy bini nè cả nhà. Đó, máy mài bini ha. Đó, công cụ ha, bà con có thể sử dụng cho gia đình kinh doanh kinh tế, mua máy lớn lên chút. Đó, rất là nhiều ha. Ở kia là chia sẻ đến bà con cô bác là những dòng sản phẩm dành cho những mấy anh xây dựng ha, công trình ha, máy rung, máy đánh bột rồi ha, máy đánh bê tông rồi các kiểu ha. Đó, bên đây thì nè cả nhà thấy khủng khiếp không, nó mua về chỉnh sửa lại bán cho bà con ha. Ai có bãi lớn lớn á, mua về ha, làm lại ha. Đó, máy cưa gỗ, cưa cắt, cưa điện rồi ha, đầy đủ hết trơn ha. Đó, còn mình thấy mấy em hai thì cũng có nữa nè cả nhà, hai thì nữa nè. Đó, hai thì chạy bằng xăng nè ha. Đó, còn mình thấy có em Honda nữa nè. Đó, cũng có đang có mặt tại cửa hàng ở Tiền Giang ha, 92B đó, Nguyễn Thị Thập ha. Đó, chia sẻ đến bà con cô bác khủng khiếp mặt hàng. Đó, quá nhiều luôn. Đó, tay trái cũng có, tay phải cũng có nha. Đó, như dòng dây zin nè ha. Đó, dây điện nè. Đó, bên đây là máy cưa, máy cắt nè, máy bắn gỗ, bắn tôn rồi ha, các kiểu luôn. Máy cầm tay nè ha, cưa các kiểu luôn ha. Chia sẻ đến bà con cô bác cho bà con cô bác xem giải trí nha. Cả nhà thấy kênh có ý nghĩa cho mình xin một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ cho kênh có động lực làm video cho bà con cô bác xem nha. Đó, rất là nhiều dòng sản phẩm ha. Bà con cô bác nhớ để lại một cho mình một like, một đăng ký kênh, một lượt chia sẻ. Đó, cả nhà xem video cho mình xin một like nha. Đó, rất là nhiều dòng sản phẩm ha. Đó, cái này là máy này gì ta, mấy cái máy đục lỗ, máy đục sắt á cả nhà. Đó, đầy đủ hết trơn ha, nhiều thân ha. Đó, các kiểu luôn, lớn có, nhỏ có ha. Chia sẻ đến bà con cô bác xem ha. Đó, chúc cả nhà mình xem like vui vẻ, chúc cả nhà mình nhiều hạnh phúc và luôn thành công. Mình sẽ quay nhiều cái video có ý nghĩa cho bà con cô bác chọn lựa ha. Mấy em này mà ví dụ như chết rồi mình mua xác về mình làm lại ha, đó là mấy anh em thợ. Còn mấy em nào không biết nghề thì cứ vô mua em nào ok chạy nha. Nhưng mà dòng điện này 100V nhiều nha. Đó, dòng điện 100V nha cả nhà, nên nhớ nha, dòng điện 100V. Đó, mình chia sẻ đến những bà con cô bác á, là chưa sử dụng qua hàng bãi thôi. Còn mấy anh em thợ là quá ok rồi. Đó, chỉ là dòm là biết rồi. Đó, mình chia sẻ đến bà con cô bác xem ha. Đó, cả nhà thấy có ý nghĩa cho mình xin một like, đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha cả nhà. Đó, cảm ơn cả nhà rất là nhiều. Đó, đây là mấy em này cầm tay nè cả nhà, các loại luôn ha, đầy đủ hết trơn, loại gì cũng có. Chia sẻ đến bà con của bác xem. Đó, cũng thấy không cả nhà. Đó, mấy em nè cả nhà, nhà mấy em cũng còn ok lắm nha. Chia sẻ đến bà con ha, mấy máy bào nhỏ bini rồi nè. Đó, mấy... đây coi mình coi cái mấy cái dầm này, mấy em này bộ nhông nó không ngon. Chia sẻ đến bà con ha, máy cưa lỏng ha, đầy đủ hết rồi. Có rất nhiều dòng sản phẩm cho bà con cô bác chọn lựa nha. Đó nè cả nhà, cũng thấy không. Đó, rất chia là nhiều dòng sản phẩm ha. Cả nhà thấy có ý nghĩa cho mình xin một like, đăng ký kênh, một lượt chia sẻ ha. Rồi, cảm ơn cả nhà rất nhiều ha. Còn bên đây á, là một bộ phận này. Đó, rất là nhiều máy ha, lớn có, nhỏ có ha cả nhà, lớn có, nhỏ có nè, rất là nhiều luôn. Để chia sẻ cho bà con cô bác cả nhà thấy có nghĩa cho mình xin like nha. Đó, máy bơm hơi nè. Đó, mua coi kỹ lụm về sử dụng lại ha, tái chế lại xài.
Rồi, mình chia sẻ video này mình kết thúc nha. Cả nhà thấy có ý nghĩa cho anh xin like, đăng ký kênh, mình chia sẻ. Cảm ơn cả nhà rất nhiều. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại cả nhà nha.